nhậu vô anh uống một giọt rượu vô anh đối xử em tốt không anh nói đi anh nói được á, thì em nể anh luôn lần nào má nhậu vô của má cũng như khùng như điên á ra anh không anh nói anh là không có nghĩa vô. anh không nói là không có nghĩa em đúng đâu nha rồi sao má 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 đang cổ xí cho cái việc má nhậu vô má má nói những cái điều như vậy là đúng đó, đúng không ví dụ bây giờ mình mình biết là mình nhậu vô mình hay như vậy thì mình được mình phải kiểm soát lại mình chứ ngày mai anh sẽ kiểm soát lại tất cả và anh đi làm anh sẽ để cho em tự làm việc của em anh sẽ luôn là anh nghĩ là cuộc đời này không có anh lo cho em mấy cái đó vặt vẻo đó là em không có làm được đúng không hay sao anh nghĩ rằng nếu như cuộc đời này buồn buồn thường xong xuất hiện lắm em sẽ chết đúng không? trả lời đi trả lời đi anh không nói gì. không má má luôn nói là không có má là tôi sẽ chết má má còn nói tới tâm linh là bây giờ không có em là ở trên là ông 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 kia ông sẽ cho em chết nữa má cuộc đời em đã bao giờ tin anh chưa trời ơi, má không tin ở lại với má tới giờ chi má má nói cái gì có vậy chắc có chắc không trời má mới là người không chắc á má má không chắc má